Bueno, ma. Trong bữa tay sáu mũi chị Vương thấy em nặng cách khác hơn mọi ngày không? Có tháng nặng khác nữa. Bởi đó phải học nhiều phương pháp. Bây giờ này lặng lặng lách hơi nhiều quá ấy. Giống như lối gì đó phèn phèn xong mũi xong mũi giờ chắc mổ OB.
Quay lâu vậy có up lên Facebook được không? Có chứ, nhưng mà chưa. Để lên YouTube trước. Rồi nó mất rồi. Nào quá. Sao quả này về đẹp trai nhỉ? Nhớ lại. Cô này phải đi nữa. Trao hết. Tao ok. Ở địa ngục ấy. Cô lên. Bên kia không có. Mà là ta mấy ông không chịu nổi không? Nín thở không dám thở nữa. Ngứa kìa, nó sao đứng yên chứ. Tới hồi mà tắt đi ra tôi mừng dở lắm, đứng cãi khang cãi quanh đó. Mũi cắn mà cô không dám gã nữa. Cái này mà có điện mua mở, mua 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 mua. Cái này có điện không luôn, nhảy 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 qua cái này đâu. Đấy là tay cầm điện thoại bị rung á hả? Cái này, tay em cũng rung phải không? Cầm chặt hết rung. Chặt hết rung rồi chứ. Phải nặng ri chứ còn không nặng ri là không có cách chị quay được hết. Nặng hai cái bấm, hai ngón cái bấm lại với nhau ấy không quay được. Nặng xong chưa baby? Chịu cái tiếng rầy nó không biết. Kể cái video này em quay dài luôn cho chị luôn nè. Quay cho hết mụn luôn. Thở không được rồi. Cái gì mà nó đang dữ vậy? Ui trời.
Vô thèm thôi chứ làm gì. Dạ. Có đèn nóng nó trá luôn á. Mất phương hướng rồi.